vậy? Thảo hỏi không? Nói đó. Em nhà tưng như cái bong bóng vậy. Trời, mấy chị đẹp có cái đeo cái mắt kiến dễ thương ha. Xong rồi cuối luôn là bà xong rồi. À, bà xong gì ta? Giáp bụng 12 rồi. Nhưng mà mình không để xe được hả? Tới đây mình chụp ảnh ha, cũng vui ha. Chóng mặt quá, nhìn lên chóng mặt quá. Đường này còn hoang sơ ấy, cũng đẹp ha. Giống như về quê vậy. Giống y chang về quê luôn á, nè chuối nè cả nhà. Về miền Tây. Hay cho coi đâu ta. Có mấy người nó núp trong rừng chụp hình ở đâu trong đó hay trời. Chụp gì trong đó hay trời. Nói chung là thích thiệt á, vô tới đây mình thấy thích ghê. Bách hoa với tiểu cảnh nhiều, người ta chụp hình nhiều. Còn ở bên đây còn một khu bên đây cũng lớn lắm nha. Sắp Tết rồi mà nó về đi chụp hình nữa. Mấy bạn nhỏ nè, mặc đồ quá trời đẹp luôn. Trời hai ông cháu à. Trời ơi, thấy dục. Có eo nha, tập eo nha. Dữ. Quăng dữ. Đang ngắm bờ sông chút chơi. Ủa đây nè, đi đâu vậy? Không, em coi hồ một cái. Hồi khúc đó thì còn một cái đoạn đường cũng khá dài nha mọi người. Xu ơi, Xu. Ở lại đây chơi với chị nè, Xu. Xu ơi, quay mặt đây coi. Giống như mình đang đi du lịch ở đâu vậy ha. Người Sài Gòn bây giờ bắt đầu người ta mới đi chơi nè. Ăn cơm nước xong rồi người ta mới đi chơi. Xin chào cả nhà đang xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Giờ là 4 giờ rưỡi chiều rồi. Trời, con không có trang thấy con mặt gì. Tại đẹp quá. Mấy người đang giới thiệu là mất hứng à. Cả nhà đang chuẩn bị đi chơi. Đi về anh, đi chỗ gì anh? Đi vừa dắp á. Cái công viên đường Nguyễn Văn Lượng. Đó là tên gì anh cũng không biết nữa. Nói chung là công viên quận Gò Vấp đi. Vậy đi. Giờ đi lên đó chơi nha cả nhà. Gái bự mẹ. Chị của em nè. Đây là chị hai của em nè, quay mặt đây. Chị hai ơi. Nè. Đó, chị hai của em nha. Đây là chợ Bà Chiểu. Giờ mình đi bắt đầu từ chợ Bà Chiểu mình lên trên quận Gò Vấp nha cả nhà. Cái gì anh nói gì không? Mua vàng à. Vô Mỹ Hồng mua vàng. Đây là tiệm vàng Mỹ Hồng. Đó, hai chỗ kế bên luôn nè. Cái con đường này lúc nào cũng hay bị kẹt xe hết trơn á. Tại đường một chiều á cả nhà. Chỗ này buổi tối bán xôi nè, đắt khách lắm luôn á. À, bán xôi buổi từ buổi chiều cho tới tối luôn, chứ còn buổi sáng trưa thì không có. Đó, giờ bắt đầu người ta dọn ra người ta bán tới tối luôn. Cái gì chứ chợ Bà Chiểu là không có thiếu đồ ăn. Đồ ăn làm sẵn là bao la thế giới luôn, tối nó bán nhiều. Bán chợ đêm nè cả nhà. Mình đi ngang chợ đêm nè. Bây giờ người ta bắt đầu người ta dọn đồ ra người ta bán nè. Bán quần áo, giày dép. Ôi, một chiếc xe đồ ăn vặt, đồ chua kìa, tóc lắc, xoài lắc gì kìa. Quay em đừng quơ quá. Em hơi quơ, có mấy clip em hơi quơ em biết mà. Tại vì biết sao đi ngang sạp ta, cái mình quay mình ngại á, cái mình quay nhanh á, cái mình quơ về làm clip lại mình thấy mình tức gì đâu là tức luôn. Biết chứ, em biết chứ, làm clip là em biết chứ. Đây là bạn anh cũng chạy nhanh quá nên em cũng nhiều khi em cũng quơ. Không phải anh chạy thì anh thấy nó vậy nhưng mà em quay không được á, em quay á khó quay lắm. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ mình quay cái này nè. Đồ trẻ em nè cả nhà. Đồ Tết, đồ đỏ, mấy cái đồ áo dài Tết nè, đẹp quá hết. Ở chỗ này bán xôi nè. Xôi mặn.
xôi gà xá xí. Đây là bán sữa đậu nành. Chầu cao ngay góc đèn đỏ, đường Phan Đăng Lưu cắt ngang nè. Giờ mình chạy lên hướng đường Lê Văn Định á cả nhà. Số 1. Hai cho con nói gì ta? Chạy từ từ đây, buổi chiều mình đi tà đi chơi, chạy từ từ thôi em mới quay được. Coi có chỗ nào xả đồ ra đồ sổ hả? Nói chung đồ này đồ kia xả kho giảm giá rồi á. Xả kho giảm giá thường thường á, đường Cách Mạng 8 á nhiều. Nói chung là mình cứ đi mình gặp mình mua thôi ha, chứ mình cũng đâu biết đâu chỗ gì hay vậy. Lâu lâu xả ra bán thôi. Bán heo đất nè, dễ thương quá à. Bữa nay là ngày 3 tháng chạp rồi cả nhà, nhằm ngày 13 tháng 1 dương lịch á. Bấm quen rồi tới Tết rồi. Đến quen. Hôm nay cuối tuần ngày thứ 7. Bán hoa dọc đường nè. Vẫn còn đang đi trên đường Lê Văn Định nha cả nhà. Đường Lê Văn Định thì cũng dài á. Sao giờ thấy cũng không có kẹt xe nhiều hả anh? Bình thường nếu mà ngày thường đi dắt chiều về kẹt xe dữ lắm luôn á. Nay thứ bảy nên cũng đỡ. Anh chạy tấp tấp lề nha anh. Đây chạy bộ tập thể dục nè cả nhà. Ôi có cái shop quần áo nè, bán đồ quá dễ thương, đồ nữ đồ nam luôn. Đây chùa Hưng Gia Tự. Ở trên phố này là cái cách bán hàng mà gây sự chú ý của mấy cái chủ shop, mấy quần áo rồi mấy cái chủ quán nè này kia đâu. Cái nhà là người ta để cái thùng lo á, chú có mở nhạc thiệt là lớn lên, bắt đầu mình đi ngang mình nghe cái mình nhìn ô chỗ đó là cái gì ta, rồi mình để ý bắt đầu mình vô đó mình mua hay là mình ăn uống gì đó. Thì ra nãy giờ là ngân đi ngang mấy chỗ quá trời mở nhạc quá trời luôn. Chùa gì em nhìn nãy giờ mà em không nhìn ra cái tên chùa anh. Chùa gì hoài à. Ngồi xe thêm nó khó quay lắm. Lớp anh Văn hay là lớp máy tính không? Hả? Không đi học lớp anh Văn hay lớp máy tính. Đây cũng là một cách gây sự chú ý đây. Bóng bóng đi nghe nó thấy thằng mafia á, đứa làm quá trời vui chứ. Hồi nãy là đường Lê Quang Định chỗ cái khúc mà chợ Bà Chiểu á là quận Bình Thạnh, còn đây cũng là đường Lê Quang Định nhưng mà là quận Gò Vấp. Cái quán nhậu này lúc nào cũng đông nha cả nhà. Ông đi ngang đây lúc nào thấy cũng đông nha. Bây giờ người ta dọn đồ ra là chút xíu nữa tối chút là khách đông dữ dằn luôn á. Mình đi tới đèn xanh đèn đỏ đường Phạm Văn Đồng. Phía bên đây là đường Lê Quang Định, còn mình bước qua phía bên kia là đường Phan Văn Trị. Gì vậy má? Mấy cái đường á? Nguyễn Văn Nghi. Lộn, xin lỗi mọi người. Xin lỗi em lộn. Nói lại nha. Vậy mà em cũng nói tỉnh ghê luôn á.
nghe nhạc sừng hết trơn. Đây là ngã tư Phạm Văn Đồng và một bên là đường Nguyễn Văn Nghi với một bên là đường Lê Quang Định. Ê, cái khúc này còn là đường Lê Quang Định nha anh, lên khúc chút xíu lên trên kia đó mà là Nguyễn Văn Nghi. Qua ngã tư chợ Gò Vấp đó. Qua khỏi Gò Vấp đúng không? Không, tới đây nè, qua đó. Qua khỏi chợ Gò Vấp. Chợ Gò Vấp là Nguyễn Văn Nghi. Nói chung mà cũng tới đây cũng tới rồi nè. Qua đường Nguyễn Thái Sơn đúng không? Biết lỗ tai. Được, nói mẹ nói biết lỗ tai. Mẹ nói vậy khán giả mới nghe, tại vì mẹ không có cái mic, con hiểu không? Quay đoạn đường đi buổi chiều cho cả nhà xem nha. Đâu? Đây là bánh bao thịt nướng bữa em coi hả? Bánh bao kiểu gì lạ lạ phải không? Thịt xiên que. Đây là chợ Gò Vấp. Bán đồ ăn, thức uống, rồi các đồ dùng đủ thứ hết, gạo rồi bánh mứt ha, nói chung là nhiều thứ lắm, đa diện, cái gì cũng có, giấy dốc đồ, đồ nhựa, kè ly nhựa, rồi mấy cái chai nhựa đồ mình mua về đang mình bán nước rồi đó, rồi niệm, rồi chiếu, khăn trải bàn đó, đồ ăn rồi ba cái gì ta, cái mấy cái gì, mấy cái bạc rồi đó mọi người, bạc rồi áo mưa, chổi rồi đồ nhựa rồi. Ở mình đi đường nào anh? Nguyễn Thái Sơn hả? Bữa nào mình qua cầu Mỹ Nguyễn Thái Sơn, mình qua phía quận 12 mình đi uống cà phê bên đó anh cũng vui nha. Ở bên đó có mấy quán cà phê người ta lúc mà xây cầu bây giờ làm đẹp, ăn khu đông á. Đây là đường Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Sơn phường 5 quận Gò Vấp. Đồ ăn quá trời nha. Đây là bán sữa chua. Em có nói bán sữa chua mà ai ngờ nhìn cái chữ sữa chua lộn nha mọi người. Đây là quán nước, trà trái cây, trà sữa. Rồi lẩu đuôi bò 150.000, lẩu cá kiều, cá hú, cá điêu hồng, cá hồi, bún bò, phở. Lẩu cá, lẩu cá kèo, lẩu cá đuối 150.000, lẩu cá hú, lẩu cá điêu hồng, lẩu cá hồi 69.000. À mình quẹo lên đây thôi, nãy mình đi đường Phan Văn Trị cũng được. Đi đường nào cũng được cả nhà. Nãy mình đi đường Phan Văn Trị cũng được, mình chạy thẳng lên đây luôn. Mình qua khỏi Vinmart đoạn này ha anh. Ủa Vinmart. Quán ăn gia đình. Đây có cái quán ăn mà buổi tối người ta lên đèn đẹp lắm nha, đèn đuốc mà đẹp lắm, quán này lớn lắm đó cả nhà, ta bán đồ trái cây đậu đóng rau củ chuối rồi khoai lang rồi thanh long dưa hấu nước mía rau má đậu xanh sữa dừa. Nhiều khi ngân đọc không có kịp á cả nhà, cái gì ngân đọc lộn rồi cả nhà thông cảm nha, nhìn chữ này mà nói chữ kia được lắm hết trơn à, nó không chính xác. Nó bán về dép đổ đóng quá trời luôn ha, dép nhựa, dép bánh mì á. Đường gì đây? Chỗ này là đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp. Để băng qua Nguyễn Văn Nghi.
là đi Đức Thọ. Con nhớ cái đường này không sao, đường này mỗi lần mà hồi đó mình về quận 12 là có cái dốc á, ba thả dốc á, ba hay thả dốc đường này nè. Máy bay kìa cả nhà, đâu rồi đâu rồi, mới thấy máy bay bự trẻ con điều đó đó. Rồi mình đi thẳng đó, cái đường bên phía trước của mình là đường Lý Thọ cả nhà, rồi quẹo phải đúng không anh? Đây là đường Lý Thọ. Buổi chiều học sinh nó học võ nè. Quẹo lại, quẹo lại, qua lại. Cái bay kìa cả nhà. Đó. Tới nữa mới là đường Nguyễn Văn Lượng nha. Lâu quá không có đi, anh quên phải không? Đó, cái góc ngã tư phía trước á. Nhớ chưa? Ok, quẹo phải hay quẹo trái? Phải. Hả? Quẹo phải hả? Đây có cái quán bánh xèo ăn là gì nè. Bánh xèo Bình Định. Đây hai quán kế bên nhau. Me dốt. Người ta bán me dốt hay gốc hả tư? Cái coi nè, cái coi nè. Anh vô đây chưa? Chưa. À, quán cà phê lớn quá hả? Ừ. Lớn quá trời luôn. Ê, bữa nào đi đây uống cà phê được á. Trời ơi, lớn ghê luôn á. Ở Gò Vấp này có nhiều quán cà phê lớn lắm nha. Cái quán cà phê gì hồi lòng mình đi em quên tên nè anh. Tự nhiên quên tên này. Cà phê Du Miên, Du Miên. À, Du Miên gì á. Ở gần siêu thị Lotte á. Phải không? Ở kia tới rồi kìa cả nhà. Cái này chắc là mình phải gửi xe đi bộ vô rồi. Cái này không biết gửi xe ở đâu hết chứ. Công viên văn hóa Gò Vấp. Em chưa bao giờ tới đây hết á cả nhà. Em chưa có tới đây bao giờ. Tại bữa tình cờ lướt Facebook rồi thấy. Thấy người ta quảng cáo mình... Chưa, hồi trước có đâu có cho vô đâu không ta. Mình bữa nào mình đi cho biết. Để tặng quay cho cả nhà xem. Đông dữ ta. Trời đất mẹ ơi. Địa chỉ nè cả nhà. Địa chỉ ở trên cổng à. Wow. Nhưng mà mình không gửi xe được hả? Để đây để xe thì mình cứ chạy đi. Chứ nó không chạy được thì gửi. Tới đây mình chụp ảnh ha, cũng vui ha. Đúng. Đó là giấy hay gì? Chóng mặt quá, nhìn lên chóng mặt quá. Trong đó là, phía trong đó là cái gì ta? Hình như nó có con thuốc này phải không anh? Cái đường này vắng ha. Đường này còn hoang sơ ấy, cũng đẹp ha. Giống như về quê vậy. Giống y gian về quê luôn á, nè chuối nè cả nhà. Về miền Tây. À, giống như về quê. Chuối nè, quá trời chuối luôn. Nhưng mà không biết giữ giữ xe rồi anh. Ê, mấy ngày này giữ xe như đây. Trời, giữ xe có 5.000 à. Nhưng mà không thấy ai. Nhưng mà không thấy ai gửi trơn á. Nên cứ nghĩ là giữ xe ít nhất là phải 20-30 ngàn mấy chỗ vậy. Nhưng mà có 5.000 mà không thấy ai gửi, gửi đâu luôn.
Đây vô đây gửi nè, để cái bản đằng kia là mình đi chạy tới đây mình gửi. Xuống đi bộ cho nó khỏe. Để gì vậy con? Sô nó cầm bánh nóng cho mẹ nè con. Cái xe đó người ta chưa đưa thẻ đó. Gửi xe rồi, giờ mình đi dạo ngắm cảnh chơi. Cái này có chỗ ngồi uống nước cũng thoải mái nha. Là bán trái cây, chuối, mít, bầu bí, rau má nấu canh, đậu rồng, cà pháo gì quá trời. Có rau cải nữa nè mọi người. Trời ơi, vừa đi chơi vừa đi chợ luôn, mua đồ ăn luôn. ghé đây mua đồ ăn luôn. Trời ơi. Đây nè. Đu đủ xoài, mận, mít, chuối già. Trời ơi, chuối câu chè. Ủa chuối câu câu mặn chứ quên. Nè, chuối câu mặn nè mọi người. Chuối xiêm. Nước mía. Trời ơi, đi tới đây khỏi lo thiếu đồ ăn. Mấy lần Ngân quay clip á, Ngân hay quơ á mọi người. Giờ Ngân kinh nghiệm, Ngân quay từ từ. Bởi vì nhiều khi mình lúc mình quay á, mình sơ ý á, về tựa clip lại mình mới thấy, mình thấy mình sửa lỗi lại. Ăn gì kia ba mua? Đi đi, dạo dạo đây. Anh ơi, anh đây chắc tay sao đất này rảnh rang quá vậy, mắc cười vậy. Đây đây nè, chung với vợ nè. Vậy thôi hả? Thôi đi dạo đi, cảnh đẹp lắm á. Giống như dưới quê vậy. Ừ. Ơi cả nhà ơi, mình làm việc mệt mỏi, mình buổi chiều mình lên đây á, mình thư giãn cũng được á anh, lên đây mình tập thể dục đi bộ cũng được á. Ha. Cảnh nó kiểu như nó công viên này chưa có hay nó không có cái gì đặc sắc hết, nhưng mà nó rất là thiên nhiên, nó giống như quê mình vậy, cảm giác nó thanh bình á. Trời ơi kìa. Hồi trước đâu có đâu. Có không? Hồi trước có không? Có cái bông bông gì nè, qua đây chơi. Ê xe để ý ai dẫn con anh. Đi con. Chụp hình ở trước cái cây bông chuông vàng nè coi. Chị đi ngang cái điện thoại Ngân, bà muốn lo cái điện thoại Ngân đi luôn, xong cái bà quay là bà liếc một cái rồi bà mới đi. Trời các bà. Bà liếc bà thì chứ. Ê chụp hình. Bye bye kìa. Bye cả nhà. Thôi cho con đứng mày chụp cho. Rồi chụp hình đeo khẩu trang, gỡ khẩu trang ra luôn đi, bỏ túi đi. Bỏ khẩu trang đi con. Tươi lên nè. Ba họ ra coi có gì mua cho Su nha. Nấp nấp sao bụi bông nè coi. Rồi lên nhìn mẹ nè. Lên đây mình chụp hình là mình ngắm máy bay luôn. Vui quá.
bây giờ trời tắt nắng rồi cho nên là cái bông này nó cũng chưa có lên màu đẹp nữa, phải có ánh sáng chút xíu nữa thì nó lên hình nó đẹp. Để Ngân đi ra đây nha, đây đây coi những gì ngoài này, nguyên một cái bãi cỏ hết hồn luôn á cả nhà. Để Ngân đi phía trong này, nguyên một cái đoạn đường dài cây xanh quá trời mát luôn. Đi lũi lũi hôm nay chơi. Không biết phía trong này là cái gì ha. Đi cái đường này không biết người ta cho đi không, không thấy ai đi, có mình Ngân đi trời. Ra hai cha con nữa kìa. Đi ở đây chơi tiếp. À, phía bên đây cũng còn nữa hả? Cũng có một số người đi chơi, cũng có một số người đi tập thể dục. Bao nhiêu con ăn dưa hài lòng, không hài lòng. Còn khúc trên đây nè. Ở giờ phía trước có cây cầu. Mới gửi luôn ba rồi. Mới gửi hai máy đi chứ. Không để xe dưới lòng đường. Đây có cái tiểu cảnh để cho mình chụp hình. Ủa hai gia con nó đi đâu mất tiêu. Ok. Trời mấy chị đẹp có cái đeo cái mắt kiến nha, dễ thương ha. Hình như em đứng đây là em bị dính vô trong hình, để em đi cho anh ta chụp. Cái bụi bông bụp này mọi người, quá trời bụi bông bụp nó lớn à. Xanh lè xanh lét. Phía bên đây, bên tay phải đúng không, ta trồng bông bụp với bông chuông vàng. Bên trái cũng vậy luôn, bên trái trồng bông chuông vàng với bông bụp.
còn phía trong đó thì cỏ cây đi qua cầu lại rừng cây gì quá trời. Xa đi chơi nha. Mình thấy cái cảnh này nó rất là mát mẻ và thấy thích lắm cả nhà, giống như quê. Xuân. Nông lá. Nông lá để lên cái trụ cây tre. Nhìn nó dễ thương á, nó nhìn nó rất là miền Tây luôn á. Nó mộc mạc á. Trong điện thoại cũng ngon là 10.000 tấm hình nè cả nhà, nó không có nói dốc, đúng 10.000 tấm hình luôn. Giờ không biết chứa đâu cho hết. Về hình nhiều vậy mình phải mua một cái ổ cứng á, sang qua bên đó mình để dành làm kỷ niệm, chứ thể nhớ cũng ngon quá trời, chứa nhiều video rồi nhiều hình ảnh nữa. Đây tới Tết còn nữa, còn chụp hình chụp ảnh rồi nhiều lắm, đi đâu cũng chụp hết trơn mà không có ít khi nào thấy rửa. Chụp đăng Facebook khoe chơi vậy thôi, nhưng mà vậy chứ vài năm sau á Facebook nó nhắc lại á, mình nhìn lại hình ảnh cũ mình thấy cũng vui lắm, thấy cũng thích. Ngày mình càng lớn càng già rồi lâu lâu cái Facebook nó nhắc lại, mình nhìn lại cái hình ảnh của mình hồi xưa, hồi nhà hồi đó, bắt đầu nhìn thấy trời ơi sao đó trẻ dữ người ta. Trẻ đẹp dữ hả, sao bây giờ trời ơi, thời gian qua mau quá. Hay cho coi đâu ta. Ơi, có mấy người núp trong rừng chụp hình ở đâu trong đó hay trời. Chụp gì trong đó hay trời. Nó thôi à, có thấy gì đâu ta. Cái đó phải có ánh sáng á, chụp mới đẹp. Vô cái lũi vô cái đường cây xanh á, chụp có ánh sáng đẹp lắm. Đường này đi đâu không, không biết nữa. Ở trong đó có một cái khu giữ xe dữ lắm lớn luôn. Ôi đẹp lắm luôn á mọi người. Nói chung là thích thiệt á, vô tới đây mình thấy thích ghê. Đây kìa, một dòng người ở phía trước luôn kìa. Nói chung là người ta tụ lại những cái chỗ mà có hoa nhiều á, hoa với tiểu cảnh nhiều, người ta chụp hình nhiều. Còn cái chỗ đây mình chỉ đứng chơi mình không mát rồi vậy thôi. Mua đồ ăn vặt ở đây mình ăn, đi dài dài dọc đường ăn bánh tráng trộn, uống nước mía, trà sữa rồi cá chiên, bánh chuối chiên rồi. Có em nhỏ chạy xe ở đây rồi, quá trời đẹp luôn nha mọi người. Bên đây còn một khu bên đây cũng lớn lắm nha. Trời trời, wow. Còn khu bên đó nữa nè mọi người, quá trời luôn. Không phải gì chỉ riêng ở chỗ nãy, mình vô sâu vô hôm nay cũng có nhiều cái cây xanh rồi hoa rồi tiểu cảnh rồi nón lá người ta treo lỏng dẫm nữa. Đi tới đâu cũng thấy mấy chị nữ chân diện áo dài, sắp Tết rồi mặc áo dài đi chụp hình, nó thấy đó tràn ngập không khí Tết luôn. Áo dài màu hồng, màu cam, rồi bông hoa màu đỏ gì quá trời.
thành phố á, nhiều khi mình muốn đi chơi ở đâu mà cảm giác có không khí ở quê á, nhiều khi có những cái cảnh về ở gần ở trong trung tâm thành phố thì thấy cũng vui ha, có chỗ để cho bà con mình đi chơi, đi thư giãn buổi chiều, đi làm về chở gia đình ra đây chơi. Trời quá trời nóng lá luôn á. Hai cha con nó giờ lạc luôn rồi, ngăn lạc luôn rồi, nó không biết hết biết giờ kiếm ở đâu luôn rồi. Ngáp hả? À? Ủa vậy con? Ngáp hay ai hay mới nói mà. Coi người ta chụp hình ta làm kiểu nè, coi nè. Tiếp tục hả? Thấy không? Ở trong này hình như người ta không cho ngáp, không giặt hết ta. Cái đây là công viên để tập thể dục thôi. Còn đồ ăn giặt là phía ngoài. Phía ngoài thì có nhiều đồ đâu. Đánh nào đánh thẳng hồi hồi trái cậu vô mặt mình rồi nha. Có thể nào hồi trái cậu bị trái cậu vô mặt không trời? Chắc có à nha. Mà trường cao không? Bình thường mà, mấy đứa học sinh không chơi được mà. Mấy đứa học không chơi được mà. Ủa, không có được nè, chơi không? Chơi cái gì mà nó cục dữ vậy? Để chơi chơi, bữa công viên nước. Qua đây nè, qua đây bây giờ. Mấy đứa học. Mà trung học thì chưa đại mà bọn mình đang công viên lớn quá anh, lớn con cái này á là mai mốt dài nè, 1-2 năm nữa mà phải trồng cây cho nhiều vô rồi sang lấp rồi đất trống đâu nhiều còn nhiều lắm, cây này lớn lắm, cây phải lớn lắm không dễ thái, trời đủ màu luôn nè anh, cái này làm trường lớn hơn lây riêng luôn. Lê riêng nhiều trò chơi hơn, nhưng mà ở đây là chủ yếu là cái không gian để mình tập thể dục á, nó rộng quá trời luôn á cả nhà. Để ngắm hoa chút nha. À, cái này là màu hồng sen, nhưng mà lên điện thoại nó ra màu cam. Cái này là màu cam nhạt nè. À, rồi có màu trắng nữa, màu trắng đâu ta? Màu trắng trắng xen lẫn với màu hồng. Đẹp quá à. Đây là hoa giấy có một màu thôi, đây là một màu hồng cam á, kiểu ngã ngã hơi màu cam cam. Cái hoa gì đẹp quá trời ta ơi. À, hoa gì quá trời đẹp nha. Hoa lạ quá à. Hoa gì ha? Cái này để Ngân chụp cái màn hình lại, cái Ngân hỏi Google coi là cái bông này để tìm được. Anh biết bông này bông gì không anh? Đẹp quá à. Để em chụp hình trên cái bụi bông này coi coi. Ôi cái con gì nó buông nó mật kìa. Chụp hình xong rồi em lên Google em hỏi. Không có mạng gì nhà mới biết, làm clip rồi mới biết được. Bây giờ con lười mới vô đúng bên kia nữa kìa. Bên kia đúng đây mình có người đi rồi đi. Ý là ba nói là đất chỗ này là còn rộng á, mai mốt mình ta là mình sẽ làm. Nè mình không để ý là ở đây có nguyên một cái bụi bông cút móng tay luôn nè. Ủa cút gì cái áo tự nhiên. Em chụp xem, em chụp bên đây nè, nó trống nè. Trời ơi.
Gì? Em đứng bên kia em chụp. Cái góc đó em chụp được cảnh đúng không? Thôi em lấy nguyên cái vàng bông rồi luôn mà. Rồi để cho chị này chỉ chụp xong đó nữa. Thì em đứng bên đây. Em đứng bên đây em ngó qua đây. Em đứng bên đây em tới lên. Không phải người quen của mình là mình cũng nhiều chuyện nữa. Này, anh với Xu chụp không? Định mẹ chụp đi. Tại vì em đi chơi với hai cho con mà đã không bao giờ em tránh quay lưng chán chết mẹ. Không thơm. Giá bộ hửi hửi chứ nó không có thơm á nhầy. Mùi không có mùi lai gì hết trơn á. Thơm dữ chưa? Em không có chuyên nghiệp chụp hình nha. Cho mà nhào vô chụp đại thôi à. Chứ không có chuyên nghiệp. Trời cái đầu nó rùi vậy nè. Thôi chụp với mẹ không con? Đó nè, chị gái mẹ bây giờ đi quan tâm. Đó chụp không có đẹp. Đúng rồi. Không đẹp. Lúa lúa cái mặt lên. Lửa vô bông cho thấy bông nhiều chút. Xu chú vô con. Các anh nha. Các anh nhiều chút. Vô trong đây coi lại là nguyên một cái rừng hoa luôn nè mọi người. Cái hoa này đẹp nha, nó màu trắng rồi màu hồng, nó lam á, nhìn nó đẹp á, cái màu nó rất là nhã luôn á, nó nhã, nó lam á, nhạt nhạt á, nó dễ thương, nó nhu mì á. Cái bông cúc áo nè, màu tím, tím rịm luôn á. Ngân cố gắng Ngân quay Ngân không quên nha. Nhưng mà có khúc nào Ngân quay Ngân quên, cả nhà thông cảm nha, nhiều khi Ngân quên á. Trời, hai ông cháu à. Ở gần đây có cái công viên vậy thấy thích quá à. Ước gì mà nhà Ngân, khúc nhà Ngân cũng có công viên vậy ha. Nhà Ngân thì gần công viên Lê Văn Tám. Công viên Lê Văn Tám thì nó không có giống như vậy. Nó toàn là cây xanh nhiều thôi chứ còn hoa thì rất là ít. Thôi đi dạo qua đây một cái nữa đi. Rồi có gì bên đây. Mát quá trời luôn á cả nhà ơi. Nè. Trời ơi công nhận cảm giác đã thiệt luôn á. Có cái bãi cỏ xanh rờn, thêm mấy cái cây xanh có cái bóng mát á, mát rượi à. Đã thiệt. Cuối tuần mà đi lên đây tập thể dục là lý tưởng. Nó cho con ở đâu nữa rồi. Trời, xa xa trong cái bóng cây tối khui thật rồi, có mấy chị đẹp đang chụp hình nhìn nó ảo. Còn khu nữa nè. Trời này sập tối rồi. 6 giờ. Ủa? 5 giờ 35 rồi. Có mấy cái ụ rơm nè. Tay của không nhìn
em bé đi ngang thấy chậu ớ, thấy cái bụi bông đẹp nè, đẹp nè. Ôi, ơi, hai cha con đang đóng MV hả? Dạ. Làm gì vậy? Chứ chụp hình không chụp nguyên cái chợ, cái bãi hoa luôn kìa trời. Kìa. Tự nhiên cái vườn hoa của người ta kia, cái bãi hoa nghe nó mất duyên ha. Hay là nguyên một cái vườn hoa của người ta này, khu vực trồng hoa. Bên sông kìa. Xong cuối luôn là bà xong rồi. À bà xong gì ta? Giáp quận 12 rồi. Bà xong đó kêu là xong gì? Qua nói chắc quận 12 quá. À. Xong thì chắc là xong. Chắc xong Thạnh Lộc hả? Ủa thầy sao xong gì? Cậu gì cậu càng ăn lộc quá. Cậu ăn lộc chảy ra đây nè. Xong nước. Ở đây với lại. Quá mạnh quá. Ê, tao quay hay mi tao chụp hình kìa. Ủa? Em xin lỗi. Mấy người dân ở gần đây, người ta vô đây là tập thể dục quá trời. Ngắm hoa cũng vui ha, trời thất thị luôn quá trời. Tuyệt vời. Ê, chụp đây tấm hình nha, hai cho con. Đây rồi. Ê, chụp cho hai cha con trước nè. Cầm kiểu đầu dáng rồi lên nghe, đừng có đơ. Để cái máy đây rồi chụp chung luôn được. Máy bay kìa. Ô, ngắm máy bay đã luôn. Chung nó đơ rồi trời. Đây, con đứng dậy đây. Đẹp quá à. Con đẹp quá à. Có kiểu chụp hoài nè, có kiểu gì khác không? Chẳng hạn như anh cổng em. Cổng em đi. Ủa, thấy sao quá, thấy không vậy? Kiểu thấy ghê. Kiểu thấy gớm luôn. Thành làm kiểu không lẽ đứng chỗ trời. Phát gì đâu trời. Rồi. Ủa chụp cái ghé nữa trời. Ủa chụp cái ghé rồi. Cái kiểu bác. Cái đồng. Rồi xong. Rồi chứ chụp sao. Cứ quay mặt ở đây coi. Trời tự nhiên vậy thôi nè. Đó, không vào làm kiểu gì đâu. Tóc vô à. Ba quay cái lưng không mà trời. Cười thấy giống như là hả, không có ghé được hàm răng. Cười thấy hàm răng à. Cái mặt. Cái mặt chị gái tôi. Cái mặt con mẹ lắm. Cái gì vậy? Cái gì con mẹ mày? Thôi. Không hỏi không? Nói đó. Em nhẹ tưng như cái bong bóng vậy. Quá trời đẹp luôn á cả nhà, mà nó cái hoa này hoa gì nó không biết. Đó. Cái hoa màu vàng vàng không biết hoa gì ha. Nó giống như bông cúc vậy á. Còn cái bông này nó kiểu giống như bông xôi nhái vậy á. Rồi đi. Tại vì mẹ phải quay từ. Để thôi mẹ quơ bị khán giả coi hà kỳ đó, coi chóng mặt đó, cho nên mất thời gian. Quay quơ ào ào thì nhanh lắm nhưng mà cả nhà coi không thấy gì kỹ. bị chửi nữa trời ơi, thấy dục kìa. Có eo nha tập eo nha. dữ quăng dữ. Đây là con gì? Con chuột hả? Con thỏ hả? Con chuột thấy cưng không? Cái ụ gơ mà nó làm hình cái mặt con chuột. Rồi đây. Em biết của bên đây kia là gì không? An Phú Đông á. À. Phải không? Đúng rồi em nghĩ là vậy. Em nghĩ là vậy. Không cái cậu gì nữa. À, An Phú Đông, quận 12. Tại vì qua cái cầu An Phú Đông á. Đây là khúc gần cái cầu An Phú Đông mà. Càng ngắm bờ sông chút chơi. Ngắm bờ sông đó như mấy không đó.
Trời ơi, người ta đi chiều người ta đi chơi đi tập thể dục đông vui quá trời luôn. Mẹ đi lùi có đụng trúng ai không, con lạng đỡ mẹ nha Xuân. Đi lùi cái camera nó hơi ấy. Hơi lắc. Ố sâu nguy hiểm rồi. Chủ tịch Du. Chủ tịch gì? Chủ tịch Du. Chủ tịch Du là ai? Hố sâu nguy hiểm nè, có cái bảng bảng cảnh báo cẩn thận nha. Ơi ở đây nước lên nó ngập luôn dưới đây ta. Cái này là cái hố hả? Hay con sông? Nó kêu là cái hố thì cái này là cái hố anh ơi. Chứ không phải con sông. Chứ cái hố đâu? Hố nào sâu? Cái hố này nè. Cái này là cái hố, người ta cảnh báo cái hố này là cái hố phải con sông mà nó bự như con sông vậy á. Hồ chứ. Hồ sao nguy hiểm má ơi. Hồ hả hố? Nhìn trên trời, nhìn ngay chữ mà đọc trên trời. Là cái gì? À. Đọc lại. Pin là rác không? Ủa hồi nãy anh từ dưới nhà mình lên tới đây là 20 phút không anh? Có 20 phút không? Nãy em quên nói thời gian. Ừ. Cỡ đó. 15 phút. Ừ, coi như hay. Đây. Đó, thủy tinh là có hồ. Đây. Cái chai. Lát. Mình đi tới khúc đây mình quay lại nha. Anh. Hả? Tới khúc đây mình quay lại đường đó mình đi về. Cái đường phía đó đó. Ừ. Đây để nhớ chỗ gửi xe em ta. Sao không nhớ đi ra khúc ngoài cổng đâu trời. Nhưng mà hồi đó mình ba mày não cá vàng hả? Não cá vàng hả? Quên á. Để hồi nó coi con hai mà con nhớ không? Sợ đá cái. Con đá đi. Rớt xuống hả? Anh đá em ba anh tời em cũng đá anh bay xuống hố à. Bay hố rồi nè. Ủa đi là tử sông ai ngờ là cái hồ. Ờ cái hồ vì mình nói ăn Phú Đông là ngon lành. Ủa đây nè, đi đâu vậy? Không, em coi cái hồ một cái. Ngắm hồ một chút. Cái máy bay từ đằng xa kìa mọi người. À, mình nhìn thấy cái bóng đèn mà tại vì lên camera không thấy, mới bay từ xa bay lại đây nè, thấy cái bóng đèn, hai cái bóng đèn chá. Rồi hồi khúc đó thì Ngân nghĩ là chứ cũng còn một cái đoạn đường cũng khá dài nha mọi người, nhưng mà Ngân sẽ không đi nữa, đi hoài thì cũng vậy thôi à, với lại đường đó nó tối rồi thôi, quay lại mình đi qua đường đây rồi mình đi vòng lại cái đường đầu tiên đậu gửi xe á. Cái khúc đầu tiên chạy vô thì chưa quay. Thế nhưng mà cả nhà cũng thấy rồi, thì nãy quay thì chạy ngang thì cả nhà cũng thấy. Cái cảnh nó vậy rồi đó, nhưng mà Ngân chưa có quay kỹ thôi. Video nó cũng dài đó. Quay từ ở nhà về ra đây cũng đoạn đường từ với công viên quá trời bự luôn nên video nó cũng hơi dài. Để quay cho cả nhà từ từ thư giãn ngay ngắm cảnh với Ngân nha. Ngắm cảnh ở nhà chỉ cần mở tivi lên là thấy thôi, không cần phải đi. Những người ở xe không đi được thì Ngân quay lên cho cả nhà mình xem. Mình vòng lại cái khúc đông đông hồi nãy chỗ mà cái hình con chuột hồi nãy đó mọi người, nãy không quay hình con chuột cái ụ rơ mà nãy đó là cái khúc nào đó đó. À, mình vòng lại mình quay lại cái khúc gửi xe khúc mà ban đầu mới vừa tới đây đó. Mát thiệt luôn, công nhận cái công viên này thích thiệt luôn á. Cái nhà mình là cuối tuần dẫn gia đình tới đây dã ngoại cũng được, cái nhà đem đồ ăn tới đây mình ngồi mình ăn.
đi kiếm ghế đá, băng đá mình ngồi, không biết là có cho trải bạc ngồi không thì không biết, nhưng mà mình ăn vặt thì mình lại mình ngồi ghế đá đó, mua bánh trộn rồi lại mình ăn mình uống nước. Thì đó, nó ngồi chát là khác mà. Thôi đi. Đợi này coi. Tới khúc này Ngân tắt nha cả nhà, hồi nãy là Ngân quay khúc đó, đó là Ngân quay lên rồi Ngân quẹo qua đây nè, rồi xong Ngân vòng lại giống như là hình chữ O vậy đó. Rồi chút rồi ra đầu ngõ rồi Ngân quay tiếp nữa. Đó là chất thải nè. Là cái đường cái giường cái khu này hả? Tối mà cho anh đi mà dám đi. Nó thui nha. Giờ là 6 giờ kém 15. Là 5 giờ 45. Ở đây mà tối mà hả? Có ai mà đi qua đi lại chỗ này là mình chạy. Tôi điện thoại em đang mờ. Su ơi ở lại đây chơi với chị nè. Su ơi quay mặt ra coi. Vâng có khi nào mình đùa vậy nó thành thiệt không trời. Đừng có đùa với lửa. Tối rồi giờ quay hết đẹp. Nó thu rồi giờ hoa nó. Nó hoa nó cũng như cái lá nó cũng như cái hoa. Hết rực rỡ rồi. Qua đây nè anh. Nó mình đi rồi, qua đây nè. Vòng về luôn. Có cái bộ giấy quá chừng ha. Cái đường ra thì mình đi vô. Đi vô lại. Đó cái cầu hồi nãy ăn đi đó. Đó cái bậc thềm kia. Cái trang đi không? Không có trang vô hả? Người ta mua sẵn ở ngoài nó đem vô quá. Anh đem em anh. Đó, người ta mua sẵn ở ngoài nó đem mua gì? Vô. Mua gì? Cái lượng giặt. Lượng giặt á hả? Cái viên rồi chứ mà mình không có. Có hồi nãy em thấy bán ngoài ngõ nhưng mà không nhìn kỹ bán gì. Sâu đi để ba mẹ để làm con. Cho lăng tinh tế lên. Tinh tế cho lăng lên. Tinh tế cho lăng lên. Người ta bó cái mớ bông để người ta chụp ảnh. Không để xe dưới lòng đường. Anh, giống như mình đang đi du lịch ở đâu vậy ha? Đẹp quá à. Dòng sông nó chảy nhẹ nhàng. Nó trôi từ. Nhìn một cái rừng cây xanh rờn luôn. Nghe xui xẻo quá. Giờ cũng còn đông nữa nè mọi người. Người Sài Gòn bây giờ bắt đầu người ta mới đi chơi nè. Bữa nay là ngày thứ bảy, buổi chiều người ta còn đi làm về người ta còn ăn uống đi quẹt rồi này kia rồi ăn cơm nước xong rồi người ta mới đi chơi. Bữa nay thứ bảy không phải cũng có chỗ người ta nghỉ làm thứ bảy chủ nhật, cũng có chỗ thứ bảy người ta còn đi làm tới chiều nó mới về, giờ mới rảnh đi chơi nè. Mà cho xe chạy ra đây dở quá, nó đi bỏ ngoài luôn á. Rồi em bé chụp hình cha mẹ dễ thương mấy mẹ mẹ hay chị gì nói chung không biết nên nó đại. Ai đi ngang chỗ này cũng giới cái tay lên cho ngồi xe giới tay lên cười. Cái này là phải lỗ chuột quá, quá trời luôn không nè. Gì hàng chuột hả? Chuột ở đây không có chuột mới lại chỗ lỗ nhất, không biết chuột hay gắn nữa ghê quá nhóc luôn á. Xu nó nhảy à, nhảy ra coi nghe nó cao nhảy gió đi. Để mẹ gió vậy mẹ nhảy thử coi tới không nha. Anh quay em anh. Này con quay cho mẹ. Không tới đâu. Ủa đi qua mặt con. Rồi, cái nào cũng có cỡ hả? Cố gắng nha.
Trời, nhờ gái quay giùm chút là dữ lắm rồi nha. Cái này không để đèn luôn, vô gắn vô trong cái này ha. Trời ơi, chịu đâu cho thấu anh. Hả? Chịu đâu cho thấu. Nhiều đâu. Vậy là quá lắm rồi. Trời ơi. Bé bọn bộ đồ dễ thương chưa. Để con đi qua chỗ khác để cho người ta chụp hình. Mình tính có diện hết sức. Hôm mai hoa đào. Hôm mai màu vàng, hoa đào màu hồng. Hai cho con đang kể chuyện phim quỷ cẩu không? Cùng xuống phố. Bài quan cái bon đó hả? Cái bài quan cái bon đó. Gió xuân về, ôi nó mát làm sao. Ôi, trời này vô cùng mát mẻ luôn. Gió lạnh lạnh mát mát. Ra khúc ngoài đó một cái nữa rồi mình đi về ha anh ha. Hay sao? Để xe ra luôn nè. Lấy xe, anh lấy xe đem qua đó anh quay cái rồi rồi anh rước em luôn nha. Có nước mía là con uống không? Không muốn nước mía hả? Quay lại điểm xuất phát là hồi nãy đậu xe ở đây nè. Giờ ông xã ơi đi lấy xe. Ngó xuống luôn, giờ chở xuống luôn nha. Gửi xe có 5.000 à, giá rất là rẻ luôn á. Mà con không nghĩ là mấy chỗ gì mà gửi xe có 5.000. Chắc là người ta đi tập thể dục rồi, chắc là tính giá trung bình. Ủa, giá rẻ rẻ thôi để cho bà con mình tập thể dục á. Chuối lớn như quá trời luôn rồi mọi người. Có hàng cây trứng cá nè. Mát cái ghê luôn á. Mà sao không thấy đậu xe ở đây. Chỗ này đậu xe cũng im, cũng được. Bây giờ về ra đây một cái nữa nha. Để ngon quay kỹ cái hàng chuối nha. Đó. Một đoạn đường từ cái khúc mà chỗ giữ xe để bảng giá là 5.000. Hồi nãy ngon quay mới vừa quay nha, bắt đầu đi dài 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 nghe là chuối nè, chuối nè, chuối nè. Đó. Ủa, hai cha con hả? Mẹ lại đây mẹ quay nó nha. Chứ em chưa quay lần này. Mấy cái vải người ta treo á, nhìn đủ màu sắc hết trơn. Đi ai đi ngang đây cũng gió nhảy, nhảy lên. Cười á. Gió nó lùa. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu tím gì quá trời. Mà không có màu trắng. Rồi bây giờ là Ngân ra tới cái đầu ngõ, tới chỗ cái bảng công viên văn hóa quận Gò Vấp ở cả nhà phía trước đó. Là hết đường rồi đó. Hết. Nãy giờ là Ngân quay hết ở công viên luôn rồi đó. Hoa này mình đi mình chụp ban ngày nó mới đẹp mọi người, chứ chụp lúc tối thì nó không có nổi bật, không có thấy được cái màu sắc rõ ràng của hoa, với lại thì ánh đèn nó tối quá. Rồi đi anh ra đầu ngõ đi, em ra tới đó rồi đi. Rồi có hai bạn nhỏ bao già dễ thương quá. Rồi hết đường rồi. Ông xã Ngân ra mà đó đợi.
Rồi bye bye cả nhà nha, cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha, đăng ký kênh Hoàng Ngân nha cả nhà. Và mình nhìn bên tay phải có chữ đăng ký, mình nhấp vô chữ đăng ký và nhấp vô quả chuông và nhấp vô chữ tất cả nữa để Ngân đăng video cả nhà nhận được thông báo nha, khi Ngân đăng video mới nha cả nhà. Xem video ủng hộ Ngân nha và nhớ nhấn like ngón tay đưa lên nha cả nhà, chia sẻ video ủng hộ Ngân. Rồi ra cổng rồi về. Ngân đang đứng ở phía trước cổng công viên nè. Ở đây bán nhiều đồ ăn vặt lắm á mọi người. Đây có một cái xe bánh tráng trộn nè. Rồi phía bên đó bán đủ thứ đồ ăn vặt luôn. Đó, cổng công viên phía trước á. Là lúc mới ban đầu Ngân vô ngay cái cổng á. Đó, đây có cái quán nước nữa nè. Rồi. Đồ ăn vặt quá trời luôn. Ngân đang đứng ở trước cổng chùa Phổ Chiếu, sát bên cả cái cổng công viên văn hóa luôn á mọi người. Ba Xu với Xu đang mua cá viên chiên. Mua gì hả anh? Mua cá viên hả? Mời ăn đây hay đi về? Mua vừa ăn gì đi. Ngồi xe sao ăn đi. Sao đâu. Mua nhiêu hả? Mấy viên hả? Mấy que. Phần này đó hả? Phần này cũng mỉnh hả? Không phải má. Của mình chưa chiên. Rồi. Cái viên chiên này là người ta làm cho khách nha. Còn phần của Ngân là chưa chiên. Hoành Thánh chiên. Không, để chiên cái phần này cho hai ba con. Cái này mấy cái cá viên gì đó hả? Cái này là thanh cua. Còn cái này là cái gì? Đủ thứ hết trơn, cũng không rạch. Đủ thứ. Xích. Hình như có sủi cảo nữa phải không? Há cảo gì nè. Đồ bắp. Cái phần này của Xu á. Không phải. Không phải luôn hả? Xu trên đây nè. Xu trên cái đổ nè. Đồ ăn giống như là đi ăn buffet. Là phần của Xu hả? Có Hoành Thánh chùa đó, chùa Phổ Chiếu. Phần của Xu vậy là nhiêu hả anh? Hả? Phần của Xu nhiêu? Nhiêu là 25-30. Một Xu vậy là nhiêu tiền em? Xu vậy nè, sau 5.000, sau 10.000, sau 5.000, 10.000 thì tùy món hả? 15 hả? À, nói chung là tùy món, mình thích cái gì mình lựa. Còn vậy là cái số vậy là 25 hả? Không biết. Không biết hả? Này nhiêu em, nhiêu tiền? 30 hả?